chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mình chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu một cái món canh. Món canh này có cái tên là hẹ nấu với tôm khô và đậu phụ trắng nha các bạn ha. Thì đầu tiên đó là những cái nguyên liệu gồm phải có là chỗ này khoảng cỡ 1/3 lạng tôm khô các bạn ha. Mình đã ngâm cho nó mềm rồi này. Và đây là 4 miếng khuôn đậu trắng này. Đây là hẹ mình đã rửa sạch này. Đây là cà chua. Và đây là hành lá và hành tím mình cắt nhỏ nha. Bây giờ đầu tiên á, là những cái miếng mà khuôn đậu vậy, cái loại khuôn đậu này thì nó dễ nát lắm các bạn, thử ra mình cứ để nó ở trong cái đĩa mình cắt thế nha các bạn ha. Mình cắt ra làm 6, mình để đây, mình nhấc ra nhấc vô nó dễ nát lắm các bạn ha. Vậy là mình đã cắt xong rồi. Còn cà này á, thì mình sẽ cắt thành từng múi các bạn ha. Bỏ cái đầu của nó đi này các bạn. Mình cắt một nửa nó ra làm 4 các bạn ha. Và mình cứ cắt như vậy cho nó hết khoảng 4 quả cà đã đi các bạn nha. Rồi cà thì mình đã cắt ra rồi ha các bạn ha. Rồi bây giờ tới cắt hẹ nè các bạn. Hẹ thì mình cắt ra từng khúc như vậy các bạn ha. Mình cứ cắt như vậy cho nó hết cái chỗ hẹ này các bạn ha. Cắt xong là mình chuẩn bị mình nấu luôn các bạn nha. Bây giờ là mình nấu canh này các bạn. Mình bật bếp lên cho cái son sạch lên, và mình có cho vô khoảng 1 muỗng dầu ăn này ha. Mình sẽ cho hành tím mà mình cắt nhỏ vô khi cho nó thơm lại các bạn ha. Rồi khi hành nó đã thơm rồi thì mình cho tôm khô mà mình đã ngâm cho nó mềm rồi các bạn này. Mình cho vô để mình đảo nha. Rồi khi mình đã đảo cho tôm nó đã xanh xanh rồi các bạn ha. Thì mình cho cà chua này vô mình đảo nha. Chỉ cần đảo sôi sôi rồi các bạn, rồi mình sẽ chế nước vô nha các bạn ha. Nấu vừa nước thôi, nấu canh rồi khoảng chừng này được rồi các bạn ha. Mình sẽ đậy nắp vô để nấu nha. Rồi mình nấu được một chập rồi, mình thấy sôi lên lại này các bạn ha. Bây giờ là mình nêm khoảng chừng này nước mắm ha các bạn. Mình đổ ra cái muỗng thì nó khoảng chừng này thôi các bạn ha. Mình nêm vô khoảng 2 muỗng một nêm nha các bạn ha. Bột ngọt thì 1 muỗng thôi các bạn. Khi mình nêm như vậy là mình thấy là nó chung chung là cái đó là cái công thức chung á, là nó vừa ăn rồi các bạn ha. Rồi mình cho cái đậu trắng vô ha các bạn. Khi hồi mình cũng đã cắt nhân nhóm rồi các bạn. Mình nấu cái này nhẹ nhẹ thôi, nó sẽ nát các bạn ha. Mình cho nó vô. Và cuối cùng là mình cho hẹ mà mình đã cắt khô các bạn ha. Mình đậy lại, mình chập cho nó sôi lên lại các bạn nha. Rồi, khi mình đã cho hết tất cả vô khoảng 2 phút sau này các bạn, thì mình đã thấy hẹ nó đã chín rồi ha.
Mình cũng cho hành ngô nữa các bạn nha, cho khoảng nửa thôi. Rồi như vậy là mình đã có được một nồi canh tôm khô nấu hẹ và cái đậu phụ trắng nha các bạn ha. Rồi như vậy là mình tắt bếp ha. Rồi sẵn đây mình cũng múc canh ra tô để ăn các bạn ha. Bạn thấy cái canh này á, nó kết hợp cái màu sắc rất đẹp nha. Màu đỏ của tôm, của cà chua, rồi màu trắng của đậu phụ và màu xanh của lá hẹ và hành, rất là đẹp mắt các bạn nha. Thế là mình đã có được một tô canh hẹ nấu với tôm khô và đậu phụ trắng, ăn trong những ngày trời nắng nóng rất là mát mát ruột nha các bạn.